Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thức mà đổi mật khẩu của Facebook. Thì để đổi mật khẩu của Facebook thì cũng khá là đơn giản. Thì đầu tiên thì bạn vào cái giao diện trang Facebook của mình như này. Thì cách thức đăng nhập vào thì các bạn đã biết rồi, đăng nhập vào, và sau đó thì các bạn kích vào cái nút mũi tên ở trên cái giao diện Facebook cá nhân của các bạn. Trong cái dòng mũi tên sổ xuống thì các bạn chọn vào cái dòng chữ là cài đặt. Trong cái bảng cài đặt này thì mé bên tay trái thì các bạn kích vào phần bảo mật và đăng nhập. Đó. Thì các bạn kéo xuống dưới đến cái phần đăng nhập này. Ô đăng nhập này thì sẽ có phần đổi mật khẩu hoặc là đăng nhập bằng ảnh đại diện. Thì các bạn kích vào phần chỉnh sửa đổi mật khẩu. Và ở đây thì Facebook đã khuyến nghị là bạn nên sử dụng cái mật khẩu mạnh mà mình chưa sử dụng ở đâu khác. Thì đối với những cái mật khẩu mà bạn đã sử dụng rồi thì Facebook khuyến nghị là không nên sử dụng lại. Và các bạn nên lựa chọn cho mình một cái mật khẩu nào sao mà các bạn dễ nhớ nhất và cũng có cái độ dài, độ mạnh nhất định. Các bạn kích vào phần chỉnh sửa. Đầu tiên thì các bạn nhập cái mật khẩu hiện tại của các bạn. Đó, sau đó là dòng tiếp theo thì các bạn nhập cái mật khẩu mới. Các bạn nên nhập cái mật khẩu có trên 8 ký tự và kết hợp cả số và chữ hoặc là ký tự đặc biệt. Thì cái độ bảo mật của mật khẩu nó sẽ cao hơn. Dòng tiếp theo thì tôi nhập lại mật khẩu một lần nữa. Đó, thì đối với một cái mật khẩu như thế này thì các bạn có thể thấy là độ dài mật khẩu là mạnh. Tôi kết hợp giữa cả số và chữ và một ký tự đặc biệt. Đó, sau đó các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Cái phần này là cái phần mà Google lưu ý cho chúng ta là nếu mà bạn đang có một đang có cái tài khoản Facebook đang đăng nhập trên một cái thiết bị khác ấy, thì khi mà thay đổi mật khẩu các bạn muốn xóa bỏ toàn bộ cái tài khoản ở cái xóa bỏ tài khoản ở cái máy khác thì bạn sẽ kiểm tra luôn cái thiết bị khác này, tích vào cái dòng kiểm tra các thiết bị khác. Đấy. Và nhấn tiếp tục. Còn nếu mà bạn vẫn muốn duy trì đăng nhập tại cái máy mà cái thiết bị khác ấy, thì các bạn nhấn vào duy trì đăng nhập. Nhưng mà ở cái phần này tôi khuyên các bạn là nên kích vào cái dòng là kiểm tra các thiết bị khác để biết được rằng là cái tài khoản của mình đang đăng nhập ở những cái vị trí nào là và trên cái thiết bị nào. Thì ở đây hầu như là cái tài khoản của tôi là đăng nhập trên cái máy tính hệ điều hành Windows của chính cái máy đang sử dụng này, nên là gần như không bị lo ngại là đang đăng nhập vào một cái tài khoản khác. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là tất cả các cái thông tin là đều đăng nhập trên cái máy tính Windows, vị trí là tại Hà Nội, Việt Nam, trên cái hệ điều hành Chrome, trên cái trình duyệt Chrome, hệ điều hành Windows. Đấy. Thì để đảm bảo cho cái việc mà cái tài khoản của bạn không còn bị lưu tại trên tất cả các thiết bị khác thì các bạn kích vào cái dòng là đăng xuất khỏi tất cả các phiên. Đấy, thì Facebook sẽ ghi là điều này sẽ đăng xuất bạn khỏi Facebook từ tất cả các thiết bị mà bạn hiện được đăng nhập. Nếu bạn không đăng nhập từ bất kỳ thiết bị nào trong số này, chúng tôi có thể giúp bạn bảo vệ tài khoản. Đó, như vậy là nó sẽ rất là bảo mật cho cái tài khoản của các bạn. Rồi, các bạn nhấn vào nút đăng xuất. Ok, vậy như vậy là trên tất cả các thiết bị khác thì
tài khoản của bạn đã được đăng xuất ra. Ok, và mật khẩu của bạn đã được thay đổi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đăng xuất khỏi tài khoản và đăng nhập lại bằng cái mật khẩu mới. Ok, để kích vào cái tài khoản và tôi gõ mật khẩu mới. Đầu tiên tôi sẽ nhập cái mật khẩu cũ trước đã nhé. Đó, thì các bạn sẽ thấy là bạn đã nhập mật khẩu cũ, mật khẩu của bạn đã thay đổi 2 phút trước. Nếu bạn không nhớ đã thực hiện thay đổi này, nhấp vào đây. Đó. Như vậy là tôi đã nhập cái mật khẩu cũ và nó không được. Bây giờ tôi tiến hành nhập lại cái mật khẩu mới của mình. Rồi. Tôi ghi nhớ cái mật khẩu này. Và đăng nhập. Ok, như vậy là tôi đã thay đổi xong cái mật khẩu của mình. Cũng khá đơn giản đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.